biết rồi. Tuấn Hóa rồi nguồn của Quảng Bình là ở đây là do kiến tạo địa chất, địa hình nó tạo thành một cái thung lũng, giống như một thung lũng là giữa cả là đại ngàn bao la, cho nên tất cả các cái nguồn nước, tất cả đầu nguồn sông và tất cả các dòng các đồi núi đều chảy và tập trung đổ dồn về ở khu vực Tân Hóa chúng tôi. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng cùng với các ủy chính quyền địa phương, chúng tôi thành lập các tổ, các đội về với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động di dời bà con đến những nơi an toàn.